Động ngay rồi. Úi dồi, con này cho anh em ơi. Anh em ơi. Con này to. Wow wow. Chim cụ anh em ơi. Vâng, hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại Phương Thảo Viết Sinh nhá. Đây, phần này ra vị trí cũ lánh các bạn. Nhưng mà vừa ấy, em xách đồ ra đây, em ra đồ luôn. Thế là không quay được cái đoạn nào vào cho các bác xem. Ây chà, cảnh đẹp quá anh em ạ. Sông Hà đây. Hôm nọ ra đánh thì đánh được mấy con chim nhỉ. Này lại ra quất tiếp các bạn. Nhìn phê quá. Đấy, ui dọn bể, dọn bể. Chỗ này cũng rất là nhiều cá dọn bể các bạn. Em vừa ra đồ, em xảo ở đây rồi. Đó. Này chơi hai ô luôn các bác ạ. Cho nó chất. Cảnh đẹp lắm. Cần hôm nay em định đánh cây số 3 nhưng mà số 3 thế nó dài quá thì em bỏ gốc ra. Để em rút gốc. Quên hôm nay lại không cầm cái hạ lóng. Em rút gốc có đánh có 5m4 các bác ạ. View view cảnh đẹp chưa anh em ơi. Đấy. Sáng đi mang đống nước khoáng các bác ạ. Bỏ hút. Hôm nay em mang cả một cái ô đá hay nữa. Trời này nắng đấy. Mùa này nắng nó cứ oi oi. Làm tí đá vào nhá, uống bò húc đã cho tỉnh người, sáng nay dậy sớm mà. Vâng, sáng nhà đá tan nhiều. Dạ nước thì cho bò húc tù nó sướng. Nào non này ngồi câu có tỉnh người các bạn. Sáng dậy sớm nó mệt lắm. Chứ gì con muỗi nó vào rồi nó uống rồi. Mình vừa rót ra cái đã chui đi được rồi. Con này chết rồi. Người chưa kịp uống nó đã uống rồi. Đây. Ok các bạn. Con này mát lắm. Này mình ngắm phao rồi anh em ạ. Đỡ mỏi mắt. Này. Đồ phi các bác ạ. Ê chả được con đồ phi đầu tiên anh em này. Ô, đặc sản sông nước các bác ạ, đồ phi 7 màu. Mẹ sẽ hột thả. Ủa, càng dễ càng đóng thôi. Đồ phi 7 màu các bác ạ. Kinh quá. Không hiểu sao tụi này lắm đồ phi 7 màu thế không biết.
đóng ngay. Ui trời 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 em ơi. Ui trời trời. Ấy ấy. Wow wow, được con trôi các bạn. Sốc bốc bốc đây đấy là nó trùng nó bọc bong mất. Đánh quả bạo lực quá. Trôi con. Tuyệt vời đấy. Bay phát đi con trôi con phê thật. Con đấy chắc nó cũng được khoảng 6 7 lạng. Em sốc nó bốc quá. Mà đánh hay. Lục là hay đấy. Nó lên đây là nó cái vẻo trùng một cái nó bung nó mất. Kể bắt con đấy cũng ok. Ui tầm nhiều quá các bác kìa. Chân phao lại tầm này. No. Khung cảnh đây đẹp quá các bác, bèo biết này. Từ sáng giờ em đập một con rô phi 7 màu mấy con cá trôi. Rô đi em thả cá trôi nhấc lên nó lại bung nó mất. Đang ngồi ăn bánh gạo các bạn. Này các bác này. Giờ đang ăn trưa một bánh gạo. Nói chung là từ sáng giờ được giật hai phát vậy cũng rất là phê rồi. Giờ chờ chắc là cấu chiều tối. Mời các bạn ăn trưa em nhé. Đấy, hôm nay bữa trưa của em chỉ có này thôi. Mẹ một ít nước. Nước này nó cả như hôm nọ luôn đấy. Cuộc sống đi câu cáo nó chỉ có thế này các bạn ạ. Miếng nước nó mát. Nước lạnh cũng đã quá anh em ạ. À, phê. Ăn trưa rồi, lại ngắm phao rồi. Đóng ngay rồi, ui con này to anh em ơi. Đóng ngay rồi, ui con này to anh em ơi. Anh em ơi. Con này to. Wow wow. Chim cụ anh em ơi.
Ui ôi, con chim to bông rồi ơi. Ui sao bọn này nó đóng nó khôn nhỉ, nó bay hẳn lên trên các bác ạ. Ui giời. Phê phê quá anh em ơi, con này nó khôn quá đó. Nó đóng nó bay mặt nước. Anh em nhìn thấy nó gỉ cần có phê không? À, có hàng các bác ơi. Ui nghĩa nó gỉ cần phê thật các bác ạ. Nó đóng bay mặt nước nó ngược lưỡi lại mất phí thế. Phê phê đấy. Có hàng. Ông ơi anh em ơi. Úi giời ơi, con này to anh em ơi. Ông ơi anh em ơi. Úi giời ơi, con này to anh em ơi. Mày nhảy này. Chết ngay. Con này đẹp các bác ơi. Mày dậy lại, lên. Wow, con này to các bác ơi. Wow, được chú chim bự các bác ơi. Mày chạy vào đâu? Chạy vào quận. Con này đóng mũi lưỡi các bác ạ. Phê quá. Ok. Ơi, bây giờ em lại lấy cước em xỏ thẳng đây các bác. Phê quá. Nó tem đâu rồi? Ê giờ. Phê quá anh em ơi. Công nhận đã rồi. Đã đời các bác ạ. Phê quá. Dạo này em đi câu em chả cần cái túi đựng cá các bạn. Chứ quả này nó nhanh mà cá nó sống. Nó em làm này về cá nhà nó sống khỏe. Dậy. Để nó có gì to thì nào. Đấy, em thả luôn đây các bạn cho ổ bèo và cho sâu. Phải công nhận ở đây nó làm cá chim to thật các bạn, đánh phê quá. Đối với dòng những dòng cá nước ngọt chắc là cá chim là số 1 đấy, xong đến cá trôi các bạn. Còn chấm đen không thua, chấm đen không bằng bọn này được. Chim trôi.
À, chú có chim đấy các bác này, không phê chưa? Ý giờ bơi nổi đây, to lay cơ mà. Anh em ơi, wow wow, phê chưa? Con này kéo khỏe lắm các bạn. Bơi xuống. Này phải có bữa rồi. Ê, đang ấy có đám bèo trôi các bác kìa. Heo đâu phải nhúng đầu cần cho nó trôi qua thì đỡ mắc vào dây. Ờ thế vẫn mắc. Ê mày đau đầu, lắm bèo. Cố đi. À đây. Mắc rồi. Không mắc cái gì dưới quá. Cái này mắc mình. Anh em ở dưới chỗ này nó toàn cái cây, có nhiều cây cối lắm, để có cả cái gỗ rồi. Đây cái cây này nó chết, nó hình như rễ là đấy các bạn, mặc lội hết người. Không biết cái nước này ở đây nó có ngứa không, nó mà ngứa thì hơi mệt đấy, về gãi mệt. Hơi khả năng thu đồ về anh em, vừa em nội cái chỗ này cái giờ không thấy con nào nó vào luôn. Ê, mấy đèn chứ. Ồ, nói chung là hôm nay giật cũng rất là phê. Được 3 con thì bóng mất 2. Mấy con trô phi 7 màu cũng tính. Đây rồi. Được một con hàng này mang về rán là ok rồi. Đôi em vừa cắm đầy có này. Nó đang chui trong đây. Con này to ấy. Ít xa. Đấy, quá ơi. Đấy, được chú chim mang về rán này anh em ạ. Có ok không? Quá ok luôn. Nó mắc đây. Con này ở đâu kinh lắm. Wow wow wow. Phê chưa? Cái này chạy vào mắt. Buộc cái này nó sống đỡ cho dọ các bạn. Nó tiện, cái dọ to mang đi nó cũng công cảnh lắm. Em đừng cứ chơi cái bộ môn này cho nhanh các bạn ạ. Rồi, xác nhìn về thôi anh em ạ. Này đánh con này phê thật. Khỏe đấy. Rồi, thu đồ về anh em nhé. Con này của nó chắc được 2 cân. Ok. Về thôi. Được con này là ok rồi các bạn. Sai. Ok, bye 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 bye.